Các quý vị, đón tiết xuân phân tại Mexico, tin từ Thio Hoàn Can, Mexico. Khi bệnh minh ló dạng cũng là lúc dòng người đổ về kim tự tháp mặt trời Thio Hoàn ngày càng đông để chào đón tiết xuân phân. Người dân hướng hai cánh tay về phía mặt trời để hứng lấy ánh sáng mặt trời đầu tiên trong ngày. Người dân tại đây tin rằng năng lượng của mặt trời và của vũ trụ sẽ qua đôi bàn tay để ngắm vào cơ thể họ và họ sẽ được khỏe mạnh suốt một năm liền một người cho biết thật tuyệt vời vì họ vẫn gìn giữ được nghi lễ này cảm giác leo lên đỉnh kim tự tháp cảm nhận sự thay đổi của đất trời khiến cho cô rất thư thái những người tham gia nghi lễ đón tiết xuân phần thường khoác lên mình những trang phục truyền thống có màu trắng họ tụ họp theo từng nhóm và nhảy múa với nhau một số người còn mang lên mình những lá bùa hay những quả cầu pha lê để đón nhận được nhiều hơn năng lượng của mặt trời đây là một trong những nghi lễ cổ xưa của mexico vẫn được duy trì cho đến tận ngày hôm nay Kim tự tháp mặt trời Teotihuacan được xây dựng vào khoảng năm 80 sau Công nguyên bởi những cư dân của Aztec.